Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh Sâu Review. Các bạn xem video hãy giúp Sâu một like, share, comment và subscribe kênh Sâu Review nhé. Cũng đừng quên nhấn chuông theo dõi để nhận được các video mới sớm nhất nhé. Tập 11, Trần Phàm vội vàng bế cô bé không mảnh vải che thân về phòng, hết lòng quan tâm chăm sóc. Đây là ai lại ra tay độc ác tàn nhẫn như thế? Đứa bé dần lấy lại ý thức nhẹ dên ư. Trần Phàm nhẹ nhàng dùng bông thấm bông, sát trùng những vết thương trên mặt cho cô bé một giọt nước mắt nhỏ vào tay khiến cô nàng tỉnh dậy cố gắng run run mở cặp mắt cao nhân người đây là đang đau lòng vì ta sao cô nàng nhìn chằm chằm trần phàm xúc động chủ nhân cải trang thành người phàm là muốn trải nghiệm thích nộ ái ố của người phàm lúc này cô nàng đột nhiên nghĩ tới vẻ mặt bỉ ổi của tiểu bạch ngươi cải trang thành cô gái bị ngược đãi để chủ nhân trải nghiệm sự bi thương chủ nhân nếu thấy vui nói không chừng sẽ thu nhận ngươi cô nàng nắm chặt tay lo lắng cao nhân sao không thể nhìn ra ta đang diễn chứ ngày ấy chỉ là mượn ta để tu luyện đạo tâm của bản thân mà thôi đến ngay cả diễn xuất cũng đã đến trình độ cao như vậy mình còn mơ mộng muốn an ủi cao nhân mình đúng là vẫn còn quá non rồi chân phàm không kìm được nước xúc động khi thấy một đứa trẻ bị bạo hành hắn quay người lau nước mắt đã lâu rồi vẫn chưa khóc như vậy nhìn thấy cô ta khiến mình nhớ lại đứa em gái ở trái đất không biết em ấy có sống tốt hay không xử lý vết thương xong xuôi hắn bèn mở cửa rời đi lúc này thỏ ngọc hóa thành cô gái bị bạo hành mới bật người dậy thì thầm em gái cao nhân có em gái ở trái đất trái đất lại là nơi nào trần phàm ra ngoài vốc ít nước để rửa mặt đột nhiên có một giọng nói non nớt vang lên phía sau là ngươi đã cứu ta sao cảm ơn trần phàm thấy là cô bé mình vừa cứu bèn tiến đến yêu thương xoa đầu nàng tiểu muội muội ngươi tỉnh rồi sao còn đau hay không cô nàng tỏ ra dễ thương hột me cười tươi với hắn không đau cảm ơn ca ca trần phàm nhìn cô bé dịu dàng hỏi muội tên gì sao lại chạy tới đây? Cô nàng tỏ vẻ ngại ngùng xoa đầu ngón tay, dựng lên một câu chuyện bi đát, ta tên tiểu thất, ta bị kẻ buôn người bán đến trấn thanh khê, buổi tối nhân lúc bọn họ không chú ý ta đã chạy ra ngoài. Ta cứ chạy rồi nhìn thấy trên ngọn núi có một căn nhà, thì chạy về hướng căn nhà, sau đó thì bị ngất đi, thấy cô bé thảm thương như vậy, hắn bèn hỏi tiếp, người nhà của muội đâu? Tiểu thất nước mắt lã trã cúi đầu, mẹ của ta chết rồi, còn ba thì, từ trước đến nay chưa gặp, Trần Phàm nhịn không được nhẹ lau nước mắt cho cô bé. Thì ra thế giới này cô ta cũng chỉ có một mình, hắn mỉm cười nói với cô bé, tiểu thất nếu như không có người thân chăm sóc cho muội. Sau này muội ở lại đây làm muội muội của ta có được không? Cô nàng phút chốc ngỡ ngàng, đôi mắt mở to tròn, mình đây là thành công rồi sao? Hạnh phúc không ngờ đến dễ như vậy, cô nàng vội vàng lao đến ôm trầm lấy hắn, tốt quá ca ca, tiểu thất có ca ca rồi. Sau này không ai dám bắt nạt tiểu thất nữa, Trần Phàm nhìn cô bé một bộ quần áo tử tế cũng không có. Bé nói tiểu thất, muội cứ ở đây đừng nhúc nhích ta đi lấy tấm vải may bộ quần áo mới cho muội. Hắn lấy ra cây kim thần thánh của mình, bắt đầu thể hiện tài năng theo thùa đỉnh cao của mình. Nhìn kỹ đây, thần theo thùa, thần may vá, hắn bắt đầu đưa từng mũi kim sợi chỉ, nhưng luồng linh khí nồng đậm không ngừng tỏa ra. Tiểu thất trợn mắt há mồm, đây là lần đầu cô nàng được chứng kiến cảnh may đồ đỉnh cao như vậy, có ai may quần áo kiểu như vậy hay không? Nhoáng cái hắn đã hoàn thành, tiểu thất, nhanh mặc vào thử xem. Đừng chê tay nghề của ca ca nhé, trên tay Trần Phàm là một bộ trang phục màu hồng, lấp lánh tỏa ra ngân quang, nhìn thôi đã biết là cực phẩm. Tiểu thất đưa tay tiếp nhận, toàn thân chấn động, cao nhân, mặc dù ngài đang còn diễn nhưng ta vẫn cảm ơn ngài, làm bảo y mạnh nhất trên thế giới này cho ta, bộ trang phục vô cùng vừa vặn với cô nàng. Sau đó sỏ chân vào đôi giày, lòng không khỏi cảm thán, đôi giày này từ trước đến nay mình chưa bao giờ thấy qua. Cao nhân gọi nó là giày thể thao, Toàn thân cô nàng được bao phủ một lớp ánh sáng lấp lánh của linh khí. Đôi giày quả nhiên thần kỳ, chỉ mới đi lên trên chân thì đã có linh khí không ngừng đi vào cơ thể của mình, căn bản là không cần phải tu luyện. Trần Phàm tiến đến xoa đầu nhìn cô nàng. "Tiểu Thất có thích không?" Cô nàng vội vàng gật đầu như dã tỏi. "Ó, huynh là người duy nhất ngoại trừ mẹ của muội ra may đồ cho muội, cảm ơn ca ca." Thấy cô bé dễ dàng vui vẻ như vậy, Trần Phàm lại bắt đầu thánh suy diễn tự biên tự diễn, rồi tự thương tiếc Tiểu thất khi bị bán đi nhất định đã chịu khổ rất nhiều, chỉ là một bộ quần áo mới đã khiến muội ấy cảm động như vậy sao, sau này mình phải tốt gấp đôi với muội ấy mới được. Còn lúc này ở chỗ ngựa trắng thái tử Long tộc, đang nằm bẹp dí dưới đất nhìn tiểu Bạch, tiểu Bạch nhìn con ngựa ngu ngốc chê bai, xúc sinh cày dụng còn muốn làm vật để cưỡi, ngươi đấy không nhìn rõ vị trí của mình sao? Ngựa ta giờ hối hận vô cùng, vẻ mặt đáng thương cầu xin chỉ điểm, cầu xin Bạch ca hãy chỉ giáo thêm. Tiểu Bạch vẻ mặt hết sức vinh váo từ trên cao nhìn xuống. Nghe kỹ đây, ta chỉ nói một lần thôi, ta là chó sủng vật, kim ô là chim góp vui, trưởng thiên thanh là cây phong cảnh, dây leo nhốt rồng là xích đu, kiến thái cổ chỉ là. Một con côn trùng có hại, ma kiến nghe Tiểu Bạch sỉ nhục mình, thì tức điên phản bác, người ta không phải là côn trùng có hại, người ta có thể giúp chủ nhân làm ruộng đấy. Tiểu Bạch nhìn ma kiến cười khinh bỉ, ngươi chỉ là một con kiến, sao có thể giúp chủ nhân làm ruộng, trong cái khó lo cái thối ma kiến này ra sáng kiến bèn khiêng phân do ngựa trắng thải ra phân rồng là phân bón tốt nhất đợi ta xé nó ra miếng đất này nhất định sẽ lên một cấp bậc tiểu bạch thấy chú ý của ma kiến quả là ý hay khiến cho nó có chút lo lắng sợ lung lay địa vị chủ nhân giả vờ làm người phàm nhưng lại nhìn chúng miếng đất này nhất mình không thể để kiến thái cổ độc chiếm công lao ánh mắt tiểu bạch như phát cuồng lao vào tranh phân ma kiến tức giận chửi bới đậu xanh rau má ngươi không nói võ đức cướp công lao của ta câm mồm xem thử tốc độ của ai nhanh hơn một cuộc chạy đua tranh phân vô cùng kịch tính nổ ra ngựa trắng thấy vậy bỗng chốc run rẩy không nói thành lời ta à, tiểu ô bay lượn trên cao cũng góp vui nói với ngựa trắng chỉ cần ăn xong đống phân này những thứ khác không cần ngươi quản rồi thả một đống cây thẳng xuống lưng ngựa bị đột kích bất ngờ ngựa trắng bị nện thẳng vào lưng đau đớn chửi cái đê mở người lúc này trần phàm dẫn theo tiểu thất tiến đến tiểu bạch ánh mắt điên cuồng nhìn ngựa trắng gâu gâu ngươi ăn trước sau đó song kiếm hợp bích với kim ô không ngừng nhảy nhót trên bụng ngựa cho lòi phân ra quát sau đó thì sao ngựa trắng nằm không nhúc nhích khóc ròng hu 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 ta cũng muốn bón phân trần phàm nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi tức giận quát lớn tiểu bạch tiểu ô không được bắt nạt ngựa tiểu thất há hốc mồm kinh ngạc kia là ngựa sao không đúng là rồng ở trong nhà của cao nhân mình phải sớm quen mấy chuyện này mới đúng vừa thấy trần phàm xuất hiện tiểu bạch và tiểu ô vội vàng dừng lại bày ra cái dáng vẻ dễ thương phô mai que nịnh nọt chủ nhân vừa nhìn thấy sủng vật của mình phân dính quanh mồm hắn không kìm được mà song phi cước cả hai con đệt sao trên miệng của các ngươi lại có dính phân vậy hả ngựa trắng thấy hai kẻ hành hạ mình bị ăn đòn thì vô cùng hả hê cười nhe lợi ha ha đáng đời lúc này nó mới chú ý đến lại có thêm một kẻ khác nó bất mãn nhìn tiểu thất hầm hừ sao lại có một con thỏ ăn cỏ đến đây nữa rồi tiểu thất thấy ngựa trắng nhìn mình thì tự đắc khoe khoang Ta đang ăn món ngon cao lương mỹ vị do cao nhân tự tay làm. Nghe vậy ngựa trắng thèm nhỏ dãi, vội lấy lòng, đại lão đưa theo ta với, sau khi tiểu Bạch mồm miệng sạch sẽ, hắn mới nhìn nó hỏi, "Tiểu Bạch, dùng phân ngựa làm phân bón là chủ ý của ngươi sao?" Thấy chủ nhân hỏi vậy, nghĩ rằng mình được khen cái chắc, vì vậy mà sung sướng quẫy đuôi nịnh nọt gật đầu như dã tỏi, "Người mau khen ta đi." Ma kiến ở dưới chân tiểu Bạch tức giận không thôi, "Cái con cẩu thạch xanh này, ngươi đánh rắm, giải phân là do ta nghĩ ra." ta mới là công thần lớn nhất. Trần Phàm giật mình nhìn xuống chân Tiểu Bạch, sau đó hốt hoảng lùi lại, đệt, con kiến khổng lồ, lẽ nào là kiến ba khoang đột biến. Ma kiến thấy cuối cùng chủ nhân đã để ý đến mình, sung sướng tiến lại gần, nào ngờ chân của chủ nhân đang dơ lên muốn dẫm nát bét nó, ma kiến đau lòng gào thét, tại sao tại sao. Tập 12, Cú ra chân chuẩn bị kết liễu cuộc đời ma kiến của Trần Phàm chợt gợi lên một cảnh tượng kinh hoàng trong lòng tiểu thất đó là hình ảnh trần phàm như gã đồ tể tay lăm lăm cầm con dao sáng bóng, nhìn nó nhếch mép cười thỏ đáng yêu như vậy. Làm món thỏ cay là ngon nhất, nghĩ đến chuyện này làm tiểu thất sợ hãi hết lớn, làm cho Trần Phàm giật mình dừng lại động tác chân. Vội vã quay đầu nhìn cô nàng, đang ngồi thụp xuống đất ôm đầu khóc, hửng. tiểu thất. Nhờ tiếng kêu thất thanh này của tiểu thất, ma kiến thoát khỏi ranh giới cửa tử, vội vàng bò đi chạy trốn, không quên nhìn tiểu thất. Cảm ơn ơn cứu mạng của bà cố nội, Trần Phàm lo lắng cho cô em gái mới nhận này, bèn cúi xuống xoa đầu tiểu thất ngươi sao vậy cô nàng rơm rớm nước mắt nhìn hắn ca ca trong lòng không khỏi đắn đo không thể nói mình sợ cao nhân nếu không ngài ấy nhất định cho rằng mình đang vạch trần ngài ấy cô nàng bèn kiếm bừa một lý do không ngờ lại cứu ma kiến một mạng ca ca hình như con kiến này đi lạc rồi đúng là đáng thương thật ba mẹ của nó nhất định là đang tìm nó trần phàm nghe vậy mà thương xót tiểu thất có lẽ là nhớ người nhà rồi hắn thầm quyết tâm xem ra mình phải giúp cô ấy bắt lấy mấy kẻ buôn người kia phải chừng trị thích đáng mới được trần phàm bèn lau nước mắt cho nàng nhẹ giọng nói với cô bé sau này ở đây chính là nhà của muội muội chính là người nhà của ta cô nàng chỉ chờ có vậy là lao vào vòng tay ấm áp của hắn bắt đầu làm nũng ửng. tiểu thất không khóc nữa ca ca chính là ca ca ruột của tiểu thất mấy ngày sau khi cô nàng đang đi dạo cùng trần phàm thì bắt gặp tiểu bạch nhớ đến ngày đầu chân ướt chân giáo đến đây đã bị con cờ hó này dằn mặt bèn kiếm cơ hội trả thù thế là nhõng nhẽo nói với trần phàm ca Tiểu Thất sợ chó, đừng sợ Tiểu Thất, Tiểu Bạch rất nghe lời, nó mà không nghe ta làm món cầy bắc kinh. Lúc đi qua cành cây thấy Tiểu Ô đang đứng hóng hớt, cô nàng cười xấu xa rồi nói, "Ca ca, lông vũ của chim nhỏ rất đẹp, làm thành quả cầu nhất định sẽ rất thú vị, chỉ cần Tiểu Thất muốn là Trần Phàm chiều hết." Vì thế mà ngay lập tức lông lá trên người Tiểu Ô bị nhổ sạch. Như vậy chưa đủ, cô nàng nhìn sang dây chói rồng rồi nói, "Ca ca, Tiểu Thất có hơi mệt rồi, muốn ngồi xích đu." Trần Phàm cương chiều nói, "Được, ca ca đẩy muội." thấy cũng đã muộn trần phàm bè nói với cô nàng đi tiểu thất đi ăn cơm thôi trước khi đi tiểu thất không quên nhìn một đám đáng thương bị cô nàng hành cho lên bờ xuống ruộng rồi cười lêu lêu xấu xa trong lòng vô cùng đắc ý các ngươi chỉ có thể làm sủng vật không giống ta có thể làm muội muội của ca ca tiểu bạch vô cùng căm tức đúng là tự bê đá đập vào chân mình ban đầu không nên dạy cho cô ta diễn xuất cầu xin chủ nhân thu nhận cô ta bây giờ ngược lại lại trở thành một cái tai họa nói xong nó chợt cảm thấy lạnh sống lưng tiểu ô dây chói rồng, ma kiến hàm hàm sát khí. Thì ra là do ngươi dạy sao, tiểu bạch bị bọn chúng xông vào đánh hội đồng, khiến cho thân chó tay tua, ba ngày sau tại vân kiếm tông. Giọng nói hớt hải của quản gia, tông chủ, tam công chúa giáng lâm đảo vũ hóa, thấy chúng ta không đi đón, lúc này đã nổi giận đi đến vân kiếm tông rồi. Diệp Kinh Hồng vẻ mặt bất cần đời, không cần quan tâm, một đệ tử khác của lão lên tiếng, tông chủ, ngũ hoàng tử của cự ngao quốc cầu kiến, nghe vậy Diệp Lão có chút thắc mắc ngũ hoàng tử của cự ngao quốc ư hắn đến đây làm gì đảo vũ hóa nằm ở biên giới của sĩ linh quốc và cự ngao quốc hai nước thường xuyên có xung đột với nhau lão vân vê tròm dâu dê suy tư không lẽ hắn có chủ ý chiếm đảo vũ hóa đó chứ đột nhiên một trận cùng phong nổi lên theo đó là một giọng nói đầy giận dữ diệp tông chủ to gan lại chậm chạp không ra nghênh đón bổn hoàng tử ngươi giết người của cự ngao quốc ta bây giờ nên cho lời giải thích đi sau đó tông cửa đi vào Chủ nhân của giọng nói này chính là Ngũ Hoàng Tử, đi cùng với hắn là một tên cao to lực lưỡng lương khang. Tà ma, Tề tình hải, ánh mắt diệp lão trở lên ngương trọng, lẽ nào người đứng sau bách thú môn chính là các ngươi sao? Ngũ Hoàng Tử thấy lão nói vậy, cũng chả thèm giấu giếm làm chi cho mệt xác ngửa bài nói thẳng với lão, bách thú môn là thế lực của cự ngao quốc ta bồi dưỡng nhiều năm, bây giờ bị vân kiếm tông diệt. Ngươi đương nhiên là cần phải trả giá rồi, lương khang tràn đầy tự tin nói với hoàng tử, ngũ hoàng tử, lão thất phu này giao lại cho ta ngũ hoàng tử nhìn gã khách khí nói nhờ cả vào tiên sinh rồi nói rồi tề tinh hải bèn ra tay kinh lực mạnh mẽ tỏa ra ánh sáng xanh đen nhanh chóng xuất hiện cuồn cuộn lao về phía diệp lão nhìn thấy trận này diệp kinh hồng chả có tí sợ sệt nào lão còn rảnh rỗi bình luận đôi lời không hổ danh là một trong mười cao thủ lớn của cự ngao quốc tà ma nổi tiếng lẫy lừng ở quần đảo đông hải tề tinh hải đột nhiên một giọng nói đầy giận dữ truyền đến cắt ngang cuộc chiến tà ma cho má tề tinh hải ra đây đánh với lão tử một trận, khiến cho tề tinh hãi giật mình là ai. Không để cho gã phải thắc mắc lâu, chủ nhân giọng nói đã xuất hiện, tay cầm dao cắt dao phá cả vạn giới, cả đường đầy máu cùng tia chớp. Ông nội ngươi, cầm phá thiên, cầm lão hùng dũng hiên ngang xuất hiện, một dao táng thẳng vào mặt tên tà mà. Diệp lão nhìn mà tức ê răng, lão còn chưa kịp ra sân mà, cầm phá thiên này dám thể hiện trước ta. Ở bên ngoài cổng đảo, một cô nàng ăn mặc quý phái, vẻ mặt kinh kiệu khó chịu, bổn điện hạ đã ở ngoài tông môn diệp kinh hồng vẫn không ra nghênh đón sao cô à không ai khác chính là tam công chúa triệu linh chi một cô nàng mặc váy trắng đi cùng làm thêm nghề phụ bông ga bật lửa xem ra vân kiếm tông là phản đồ không sai rồi điện hạ xin hãy cho phép ta lên núi để thanh lý môn hộ cho sĩ linh quốc cô em làm đa nghề có tên là ân tuyết ánh mắt triệu linh chi chợt biến đổi một vật thể lạ từ trên trời rơi xuống tự do với vận tốc bàn thờ hướng thẳng về phía hai cô nàng đang đứng may mà triệu linh chi sớm cảm nhận được cảnh báo cẩn thận giúp cho hai người kịp thời né tránh vật thể lạ này hóa ra lại là tề tinh hải cú rơi này tạo ra một cái hố cực lớn gã bị giao thái giao oánh cho mất người linh chi nhìn cảnh tượng trước mắt mà dùng mình sợ hãi đạo văn dày đặc hơi thở khiếp sợ bao hàm linh tính đây là linh binh hai cô nàng há hốc miệng hai mắt mở lớn vội lùi về phía sau ngay sau đó cầm lão và diệp lão đang cầm cây cuốc trên tay oai phong lẫm liệt xuất hiện diệp lão khinh thường lên tiếng đây không phải là tam công chúa và ân tiền bối sao không bị dọa đấy chứ lão cầm nhanh chóng cầm lấy giáo thái rau đang lơ lửng gần cái xác của tề tinh hải đứng tạo nét cùng ông bạn lão diệp nội tâm cô ả à công chúa sợ vãi tè nhưng vẫn phải tỏ ra ổn trả lời ừm cô ả à không thể tin nổi cái quốc giao cắt rau đây sao được xem là binh khí đàng hoàng gì chứ ánh mắt diệp kinh hồng ngạo nghễ nhìn vị công chúa nếu như các người vì bảo tàng của hỏa vân đạo nhân mà tới e rằng phải khiến cho các ngươi thất vọng rồi triệu linh chi khó chịu nhìn lão diệp lời này có ý gì diệp kinh hồng và cầm phá thiên một người cầm quốc một người cầm dao dương dương tự đắc trả lời chúng ta căn bản không lấy được bảo tàng của hỏa vân đạo nhân mà lại dựa vào một vị cao nhân vũ khí này cũng là do cao nhân ban tặng triệu linh chi không biết thật giả ra sao nhưng nếu đúng vậy thì quả là ghen tị lại là ban tặng đây là cơ duyên lớn nàng ta cũng muốn được cái cơ duyên này vì vậy bèn cúi người xuống nước với diệp kinh hồng Diệp Tông Chủ, khẩn cầu ngài giới thiệu vãn bối cho cao nhân kia, đại ân hôm nay vãn bối nhất định sẽ báo đáp thật hậu hĩnh. Tập 13, một ngày như bao ngày đẹp trời khác, tại Trấn Thanh Khê, tấp nập người mua kẻ bán. Tiếng giao hàng của ông chú bánh bao làm cho nơi này trở lên ồn ào hơn, bánh bao, bánh bao nóng mới ra lò đây. Kể từ khi bị một cú chạm tay của Trần Phàm, linh hồn của lão quái yêu bị bắn ra khỏi ký chủ, khiến cho cuộc đời lão cứ vất vưởng ở Trấn Thanh Khê tìm kiếm chủ mỏ than mới để tiếp tục công cuộc đào mỏ, đến giờ lão quái yêu còn chưa dám tin những gì đã xảy ra. Không ngờ lại gặp được một cao nhân ẩn thế ở một cái chấn của người phàm, nếu như không phải bổn hoàng chạy nhanh, e rằng hồn bay phách tán rồi, bổn hoàng thầm lên kế hoạch. Nhân lúc cao nhân kia không ở đây, nhất định phải nhanh chóng tìm lô đỉnh thích hợp để đoạt xá, đang lúc nghĩ ngợi miên man. Thì tên này chợt bị thu hút bởi một xiên kẹo hồ lô bọc đường ngào ngạt của một cu cậu béo ục đang vừa đi vừa liếm mút, làm cho gã kìm không được bay sát xuống hít hà tí thì quên chính sự nếu lão mà không tìm được ai thay thế thì với trạng thái hồn thể này không sống qua ba ngày rồi khi hắn còn đang lo lắng bồn chồn không tìm được lô đỉnh thích hợp thì phía trước không xa một cỗ cường đại huyết khí hấp dẫn chú ý của lão đây là chủ nhân của cỗ khí cường đại đó là một thanh niên với nước da bánh mật cùng quả đầu xanh mứt mườn mượt đang mải mê mải dao quả là không ngờ tới chỉ là một người phàm huyết mạch lại mạnh như thế ánh mắt lão quái vật lóe lên tia gian manh quyết định lựa chọn con mồi này sau khi bổn hoàng đoạt xá nhất định sẽ có chỗ dựa dẫm rồi ha 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 chính là hắn rồi hắn vô cùng phấn khích há to cái mồm cá ngão phi hồn về phía con mồi ngay khi lão cho rằng sắp a ba hốc được đến nơi thì một âm thanh mà đến hết cuộc đời bổn hoàng cũng không thể nào quên vang lên đại tráng khiến cho con tim của tên này muốn bắn ra khỏi lồng ngực vãi cả linh hồn sao lại là hắn thế éo nào mà thằng cao nhân lại xuất hiện chỗ này con tim hắn như vụn vỡ, nhưng tính mạng quan trọng hơn, lão quái yêu lập tức quay xe gấp né kịp thời. Đại tráng thấy Trần Phàm đến còn cầm theo bình rượu, vội vàng gác việc trong tay, tươi cười chào đón, "Trần công tử." Trần Phàm đáp lễ nhe đủ 10 cái răng rồi nói, "Muốn nhờ ngươi giúp đỡ." Hai bình rượu này, chưa để Trần Phàm nói hết câu, đại tráng đã nhanh nhảu tay cầm rượu, mồm thì nói, "Trần công tử quá khách khí rồi, có chuyện gì thì công tử cứ nói." Bóng hồn của tên hồn thể kia nhanh chóng biến mất đại tráng nhiệt tình nói với trần phàm chuyện của trần công tử chính là chuyện của đại tráng ta nghe vậy trần phàm cũng không khách khí nữa vào việc luôn gần đây trấn thanh khê có một nhóm buôn người đến đây có thể tra xem đó là ai không đương nhiên tốt nhất là có thể bắt được người đại tráng tưởng chuyện khó gì chứ cái này mũi với gã trần công tử yên tâm chuyện này cứ giao lại cho ta trần phàm nghe vậy thì vô cùng vui vẻ thế thì đa tạ trước nhé đang chuẩn bị rời đi thì thấy đại tráng một tay cầm xô một tay cầm con dao phay sáng loáng Máu tò mò chợt nổi lên, ngươi đang làm cái gì đó? Đại tráng cúi thấp người xuống, ánh mắt chuyên chú nhìn vào bộ phận nhạy cảm của con lạc đà, đáp lời, "Trần công tử đến rất đúng lúc, ta đang chuẩn bị thiến đại sơn này." Trần phàm cũng cúi thấp người ánh mắt nhìn theo hướng của đại tráng, có chút thương tiếc, "Đại sơn đi theo ngươi nhiều năm như vậy, ngươi lại nỡ giết hắn sao?" Lúc này chất gây mê đã hết tác dụng, hai người nào biết được đại sơn nào phải là đại sơn trước đây, trong thân xác nó giờ đã là hồn của gã quái yêu hồn thời kia đại tráng nhìn lạc đà mang theo chút không nỡ nhưng không làm không được bèn giải thích với trần phàm ta không phải là vì nó bị bệnh sao nhìn thấy cũng khó chịu chi bằng giết nó lấy thịt ăn để nó bớt chịu khổ một chút tên hồn thể vừa mới đoạt xá có phần khó khăn mở mắt ra ngay khi mở mắt thì đúng là hết hồn chim én nhỏ toàn thân bị trói chặt bằng dây thừng một con dao đang kề cận cổ đã vậy nó còn nghe được thông tin rúng động cái thằng cha đầu xanh trước mặt chuẩn bị làm thịt mình hắn gào khóc trong thân xác lạc đà ta không phải là lạc đà ta đường đường là dược hoàng nhanh thả ta ra trong giây phút chia ly đại tráng rơm rơm nước mắt nói lời sau cùng ta sẽ cho ngươi ra đi thoải mái đại sơn dược hoàng gào khóc trong vô vọng trời ơi mình lại bị thiến nữa rồi sos thấy đại tráng lưu luyến như vậy trần phàm quyết định ra tay sử dụng đến món nghề thần thú y vạch mắt đại sơn kiểm tra một lượt sau một hồi hắn có chút bất ngờ bật thốt hả con lạc đà này tinh lực rồi rào nào có dấu hiệu sắp toi Đại tráng nghe vậy thì lúng túng gãi đầu. Lẽ nào là trước đây ta nhầm lẫn sao? Trần Phàm vỗ vai gã khuyên nhủ, thả nó đi, ta thấy ngươi cũng không nỡ. Dược Hoàng trong thân xác Đại Sơn nhờ một câu nói của Trần Phàm mà thoát chết trong gang tấc, những giọt nước mắt của hạnh phúc không ngừng rơi. Dược Hoàng bèn hướng về phía Trần Phàm quỳ lại, đa tạ cao nhân ra tay giúp đỡ, xin hãy nhận của ta một lại. Hành động bất ngờ này của Đại Sơn làm cho hai người trước mặt có phần choáng váng, đại tráng nhịn không được chỉ trỏ, nó đây là đang cảm ơn ơn cứu mạng của ngài sao trần phàm thoáng đứng hình thầm nghĩ đại sơn này không biết sau khi xây dựng nước có thần tinh hay không thấy đại sơn có ý với trần phàm đại tráng cười cười tính ghép nhân duyên trần công tử hay là người đưa nó đi đi trần phàm ngại ngùng xua tay từ chối lần này ta xuống núi quả thật là muốn xúc sinh để làm vật cưỡi nhưng con cừu này cũng không có tác dụng gì ngay khi hắn định quay người rời đi thì đại sơn bèn cắn quần hắn để gây chú ý quả thật là trần phàm dừng bước quay lại nhìn nó thật thấy mưu kế thành công đại sơn bênh hết mặt quỳ gối phô ra tấm lưng ngọc ngà thân hình đẫy đà của mình cao nhân cứ nhìn đi ta còn tốt hơn mấy con vật cưỡi bình thường nhiều đấy đại tràng đứng một bên không tiếc lời ngợi khen đại sơn nhìn rất mạnh là vật cưỡi cũng không thành vấn đề nghe vậy trần phàm có tí lung lay lia mắt đánh giá lạc đà trước mặt một lần nữa đại sơn này nhìn cũng rắn chắc nhưng cưỡi trên con lạc đà có phải hơi lố quá không thấy cao nhân chuẩn bị xa lầy đến nơi rồi dược hoàng quyết định dùng tuyệt chiêu nháy mắt chớp chớp như muốn nói, hãy cưỡi em đi, nhanh đến đây nào cao nhân, đừng vì ta là một con lạc đà mà thương tiếc thay cho ta. Đại tráng quyết tâm đã giúp phải giúp cho chót, bèn bồi thêm vào, nhìn đi, đại sơn nghe nói ngài muốn lấy nó làm vật cưỡi, đều đã chủ động nằm xuống đất rồi kìa. Thấy một người một thú nhiệt tình như vậy, Trần Phàm cũng không còn lý do từ chối, bèn vui vẻ nhận lời, vậy đại sơn ta sẽ nhận ngươi, lần sau đưa cho ngươi hai vỏ rượu ngon. Dược hoàng vẻ mặt khạnh khạng bước đi trên đường, Trần Phàm ngồi trên lưng nó tấm tắc ngợi khen, con lạc đà này vừa mập lại vừa rắn chắc, khi cưỡi còn mạnh hơn con ngựa kia nhiều. Đột nhiên một giọng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của Trần Phàm, "Đại ca ca, huynh thú vị thật, con lạc đà này có vừa lớn lại vừa rắn chắc, ta có thể cưỡi một chút được không?" Cô bé ánh mắt ngưỡng mộ nhìn một người, một lạc đà này chính là Phương Linh, Huyền Vân Tông, Dược Hoàng nhìn con nhóc choi choi trước mặt khinh thường, hừ mũi, "Cao nhân sẽ không để người khác cưỡi đâu." Trần Phàm thấy cô bé phấn điêu mày ngài, vui vẻ nói tiểu muội muội đáng yêu, đương nhiên là được. Một lời này của hắn làm cho con tim của Dược Hoàng vụn vỡ, cái gì, cao nhân lại để cô ta cưỡi, lẽ nào cao nhân muốn bỏ rơi mình sao, Phương Linh được đồng ý thì vô cùng sung sướng hết, tốt quá. Cô bé vừa ngồi lưng lạc đà chưa được ấm đít, thì một bà chị tóc màu cam cháy xuất hiện, giọng điệu khinh thường, vật cưỡi của người phàm thì có gì là tốt. Trong tông môn của chúng ta còn có hàng ngàn hàng vạn vật cưỡi lợi hại hơn nhiều, không phải ngươi muốn chọn cái nào cũng được sao trần phàm thấy vẻ canh kiệu của cô ả à thì vô cùng khó chịu võ giả thì ghê gớm lắm sao võ giả thì muốn làm gì thì làm ư bà chị tóc màu cam cháy này là liễu tự yên huyền vân tông cô bé ôm chặt cổ đại sơn cười tít mắt sư tỷ vật cưỡi trong tông môn đúng là rất lợi hại nhưng bọn nó đều không thú vị như con lạc đà này nghe vậy liễu tự yên cũng không phản bác đúng vậy cưỡi lạc đà là thú vị nhất ả à nhìn về phía trần phàm khinh miệt nói ta sẽ mua con lạc đà này nói rồi ném miếng ngọc màu xanh về phía hắn Trần Phàm cầm miếng ngọc thầm coi thường, ngọc cũ gì đây? Còn không tốt hơn ngọc mà lão Diệp trước đây cho mình, thứ rác rưởi này mà cũng muốn mua đại sơn của mình sao? Nhưng hắn nào dám trực tiếp nói ra, mới chỉ nói con lạc đà này. Thì ánh mắt sắc lạnh của cô gái tóc màu cam đã bắn qua, hắn buộc phải nở nụ cười rồi nói, cảm thấy cũng khá ôn thuận, vô cùng thích hợp với tiểu muội muội. Hắn nắm chặt bàn tay kiềm chế tức giận, ở cái thế giới lấy thực lực làm vua, mình phải học cách tránh né, nhẫn nhịn, Vậy là cô nhóc cưỡi lạc đã cùng cô nàng tóc cam đạp gió bay đi, Trần Phàm nhìn theo bóng dáng đại sơn rời đi, tràn ngập tức giận và tiếc nuối, hắn còn chưa được ngồi ấm đít, không được vật cưỡi vừa mới kiếm được của mình. Tập 14, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một thứ ánh sáng chói lóa, tỏa ra khắp nơi như những chùm tia pháo hoa. Diệp Kinh Hồng nhìn cảnh tượng này, kinh ngạc thốt lên, ánh sáng này, xem ra bảo tàng của Hỏa Vân đạo nhân hiện thế rồi. Các tu sĩ trên đảo đều dòng ngó đến bảo tàng của Hỏa Vân đạo nhân xem ra khó tránh khỏi một trận ác chiến rồi diệp khinh vũ nghe lão cha nói vậy có chút cảm thán cũng không biết ta có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ của cao nhân hay không lúc này cô công chúa triệu linh chi tiến đến mở lời vãn bối cũng muốn giúp đỡ xin diệp tông chủ lúc đó hãy nói mấy câu tốt về ta trước mặt cao nhân thấy công chúa biết điều xuống nước lão diệp cũng không làm kiêu bình đạm lên tiếng lần này đi nhất định sẽ nguy hiểm trùng trùng tam công chúa cứ lượng sức mình là được Triệu Linh Chi không để mấy lời cảnh báo này vào tai, có nàng nhếch miệng thầm nghĩ, Diệp Kinh Hồng này cũng cẩn thận thật. Có cao nhân chống lưng, chỉ là bảo tàng của hỏa vân đạo nhân không phải lấy được dễ như trở bàn tay hay sao. Vừa nghĩ như vậy xong thì cô nàng nhận ngay quả đắng, bị học luôn máu làm cô nàng có chút ngại ngùng nói, sơ ý rồi, ở phía xa xa xuất hiện một bóng người. Toàn thân tỏa ra ngân quang đứng giữa không trung, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi thứ ánh sáng kia, khiến cho nhóm người phía dưới phải kinh hãi, người này không ngờ chúng ta hợp lực vẫn không làm người này bị thương nhận thấy đối phương là một kẻ đáng gờm diệp kinh hồng quyết định lên tiếng hỏi xuất xứ xin hỏi tên húy của tiền bối đại năng như tiền bối tại sao còn dành bảo tàng này với ta bóng hình người này ngày một rõ ràng trước mặt mọi người là một ông lão bạc trắng mái đầu mặc trên mình bộ trường sa màu trắng cất giọng trầm thấp ta là hoàng chiêu của huyền vân tông hỏa vân đã từng cướp đi trí bảo của phái ta thiên dực vân thải lão phu hôm nay đặc biệt đến đây để lấy vật này hoàng chiêu trưởng lão của Huyền Vân Tông. Lão già lạnh giọng cảnh cáo, các ngươi hãy nhanh lui đi để tránh cái chết. Ân Tuyết thấy tình hình có vẻ ban di căng, liền trao đổi với Triệu Linh Chi, người này đến từ Huyền Vân Tông, là cao thủ của khu vực trung tâm đại lục thần võ, còn làm việc rất tàn nhẫn. Diệp Kinh Hồng giỏng tay nghe hóng hớt hai cô nàng thảo luận, ánh mắt liếc xéo khinh bỉ, khu vực trung tâm thì đã sao? Chúng ta nhận được lệnh của một vị cao nhân đến để lấy bảo tàng của Hỏa Vân đạo nhân để lại, tuyệt đối không thể rời đi, cầm trên tay cái quốc được Trần Phàm ban cho lão diệp cảm thấy mình như bất khả chiến bại hướng về phía hoàng chiêu mạnh mẽ nói vị cao nhân đó có công tham tạo hóa thực lực thâm sâu không lường trước được xin tiền bối dơ cao đánh khẽ nếu không cao nhân nổi giận cho dù là tiền bối ngươi e rằng cũng khó mà thoát khỏi được kiếp chết diệp kinh hồng nói xong thì liếc lão giả trên cao ánh mắt như muốn nhắn nhủ nghe sợ chưa con đừng đùa với lão rùa hoàng chiêu khẽ nhếch lông mày nhìn cái tên không biết sống chết là gì kia cao nhân sao hắn ở đâu gọi ra đây để lão phu xem thử diệp kinh hồng nào có sợ lão ta đáp lại chắc nịch chỉ là một bảo tàng không đáng để cho cao nhân đến đây nhưng thủ đoạn của cao nhân thần thông quảng đại việc này không đáng để hắn quan tâm tới hoàng chiêu nghe có tín rén mồ hôi đầm đìa để cho chắc cú lão bèn quay trước ngó sau xem có vị cao nhân nào thình lình xuất hiện không ấy thế mà chả có cái vẹo nào làm cho lão nghiến răng tức giận mấy trò lừa con nít ba tuổi cũng dám dùng với lão phu sao đám người này đã thành công chọc tức hoàng chiêu hắn nắm chặt tay một tiếng giống gầm vang lên chịu con mợ nó chết đi theo đó mạnh mẽ ra chiều từng luồng ánh sáng trói lọi mang theo kình lực cực đại rồi ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ hướng về phía đám người dưới đất diệp kinh hồng cũng không yếu thế vác quốc trên vai hiệu triệu mọi người cùng xông lên cây quốc của diệp kinh hồng dơ lên cao đỡ lấy bàn tay của hoàng chiêu cầm thiên phá không chịu thua kém cầm dao thái dao kề vai sát cánh chiến cùng lão diệp bốn cô gái ở phía sau tập trung sức mạnh truyền cho hai lão hai nguồn sức mạnh trên dưới trực diện đối đầu không được bao lâu thì chênh lệch sức mạnh ngày một rõ sáu người hợp lại vẫn không đủ tuổi cân được hoàng chiêu bị lão đánh cho tan tác chi muông kinh lực vỡ thành nhiều mảnh sáu người dưới đất bị đánh cho siêu vẹo riêng diệp kinh hồng có vẻ bị thương nặng nhất không ngừng hộp máu gần phạm vi xảy ra cuộc chiến liễu tự yên cùng phương linh đã quan sát toàn bộ cô nàng tóc cam nhìn cái nhận ra ngay là linh lực của sư tôn xem ra đã bắt đầu đánh nhau rồi chúng ta nhanh qua đó xem thử thế nào cô bé Phương Linh túm lấy Đại Sơn đáp ờm. Dược Hoàng trong thân xác Đại Sơn vẫn chưa thoát ra khỏi nỗi đau bị bỏ rơi, nước mắt ướt hoen bờ mi, trong lòng không ngừng hỏi, tại sao cao nhân lại bỏ rơi mình? Lẽ nào mình vẫn không xứng để trở thành vật cưỡi của ngài ấy sao? Lúc này cầm thiên phá nén đau nói với lão bạn, khụ khụ, lão Diệp, cao nhân có phải? Bỏ rơi chúng ta rồi không? Dù không muốn nhưng Diệp Kinh Hồng lúc này cũng phải thừa nhận, đúng vậy, đến ngay cả nhiệm vụ mà cao nhân sắp xếp cũng không thể hoàn thành, e rằng chúng ta đã trở thành quân cờ bị bỏ đi rồi dược hoàng vảnh tài lạc đà hóng hớt cuộc trò chuyện của hai người này nhịn không được hỏi cao nhân trong miệng các ngươi nói là họ trần sao phương linh đang cưỡi trên lưng đại sơn kinh hoàng nhìn nó con cừu lớn ngươi lại biết nói chuyện sao diệp khinh vũ mang theo một chút bất ngờ từ dưới hố nói vọng lên không sai chính là trần công tử xin hỏi ngài là hoàng chiêu từ trên không trung nhìn mấy người phía dưới tìm cách câu giờ mà khó chịu nói chuyện đến mức này lại còn chơi trò này Phương Linh nghe thấy tiếng lão vui vẻ gọi lên, sư tôn, ta ở đây. Cô nàng không ngừng vẫy tay ra hiệu, cho lão giả ở trên cao, thấy vậy dược hoàng càng thêm ghét bỏ. Liếc mắt nhìn con bé vắt mũi chưa sạch đang cưỡi trên lưng mình, sau đó như vỡ ra điều gì, hắn nở nụ cười lạc đà gian xảo, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Sau đó phá lên cười điên dại, ha 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 ha, cuồng phong bỗng chốc nổi lên bốn phía, hai tỷ mũi Phương Linh và Liễu Tự Yên bị hất xa trăm mét. Kinh hoàng thét gào á a a, giữa trung tâm cuồng phong, Dược Hoàng vẫn đứng sừng sững, lấy vị trí của Dược Hoàng là trung tâm, không ngừng khuếch đại ra xung quanh. Hắn hít một hơi thật sâu, cả cơ thể đại sơn như biến thành khổng lồ, chọc cả mây xanh, âm thanh đinh tai nhức óc, không ngừng lặp đi lặp lại, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Sáu người dưới hố kinh hoàng trừng lớn mắt, không hoàn thành nhiệm vụ, người này là do cao nhân phái đến để diệt khẩu sao. Một đám trăm mối ngổn ngang, hướng ánh mắt lên phía trên mà không dám tin những gì đang xảy ra, Diệp Khinh Vũ nắm chặt bàn tay đang run run, cứ như vậy mà kết thúc sao? Khoe mắt cô nàng rưng rưng, nghĩ rằng sắp phải say goodbye với cuộc sống. Tập 15, Diệp Khinh Vũ cứ ngỡ rằng đám bọn họ sẽ bị cao nhân cho về hưu sớm, ấy thế mà cứ ngỡ là mơ, hóa ra cao nhân cắt cử người đến để bảo kê. Dược Hoàng trong thân xác đại sơn phi lao nhanh như tên bắn, thi triển thuật pháp chiến nhau với Hoàng Chiêu đang lơ lửng trên bầu trời. Dược Hoàng ánh mắt xanh lè xanh nẹt điên cuồng giận dữ, mang theo kình phong cuồn cuộn, nhìn tên hoàng chiêu trước mặt khinh miệt chỉ là võ tông nhỏ bé mà cũng dám bất kính với cao nhân lúc này ánh mắt hoàng chiêu phút chốc dại ra lạc đà trước mặt không phải vật cưỡi bình thường mà lão là cấp bậc võ hoàng tầm cỡ như lão so ra chỉ là hạt bụi hai kình lực một vàng một xanh trực tiếp đối đầu tuy nhiên kình lực mà vàng của hoàng chiêu nhanh chóng bị đánh cho vỡ vụn phút chốc khói bụi mù mịt cỗ khí thế cường đại của dược hoàng tức khắc khiến đất đá sụp đổ đám người diệp cầm kinh hoàng há hốc mồm hú hồn chim én trong làn khói bụi mù mịt hình bóng của đại sơn trở lên to lớn khi thế chỉ có ở bậc võ hoàng hoàng chiêu cố lết người trong đám khói bụi lão bị nội thương vô cùng nặng ho khù khụ hộc cả máu sợ hãi nhớ tới lời nói trước trận đấu thì ra cao nhân trong miệng họ nói thật sự là tồn tại tình thế đảo ngược này khiến sáu người không khỏi xúc động bồi hồi diệp khinh vũ hân hoan vui mừng là quân cứu viện mà cao nhân phải đến ngày ấy không bỏ rơi chúng ta diệp lão cha mừng rớt nước mắt đúng vậy chúng ta không phải là quân cờ bỏ đi của cao nhân. Triệu Linh Chi nhìn về hướng cái hố sâu hóm phía sau mà lòng vẫn chưa hết sợ hại. Cỡ cấp bậc trưởng lão của một tông môn còn bị đánh cho bẹp gì thế kia, may mà nhìn rõ tình thế, nếu không thì kết cục của chúng ta còn thảm hơn hắn. Cô nàng tóc cam có chút hoang mang nghĩ tới cái kẻ phàm nhân gặp ở chợ lúc trước. Lẽ nào tên người phàm kia là một vị cao nhân ẩn thế sao? Phương Linh thấy Hoàng Chiêu bị đánh cho mất xác nhịn không được khóc tu tu, sư tôn cô nàng bất chấp nguy hiểm lao về phía sư tôn của mình cô nàng tóc cam hoảng hốt đuổi theo chỉ kịp hô lớn phương linh mà không kịp ngăn cản sư muội dừng lại cô nàng bất chấp can ngăn lao về phía trước gào khóc đừng mà sư tôn hoàng chư đã không còn chút sức lực chống trả khuỵ hai đầu gối xuống đất mặc cho trưởng lực của dược hoàng đang ngày càng sát gần phương linh không chút sợ hãi dùng thân hình bé nhỏ của mình bảo vệ sư tôn cô bé khẩn cầu xin tha dê lớn cầu xin ngươi hãy tha cho sư tôn của ta đi ánh mắt dược hoàng trong thân xác đại sơn hiện lên vẻ hằn học nhếch mép gần tiếng ngươi đang tính cho con bé trước mặt biết thế nào là lễ độ thì phút chốc bổn hoàng chợt nghĩ tới chết tiệt tí nữa thì lão quái yêu quên mất một chi tiết vô cùng quan trọng một số hình ảnh được tua chậm trong đầu chờ đã cao nhân chủ động đưa mình tặng cho cô ta lẽ nào là thích tiểu cô nương này hoặc là đang chỉ điểm mình chỉ là cứu mấy người kia nhưng không được giết sư tôn của phương linh kinh lực của dược hoàng phút chốc dừng lại cách trước mắt hai ông cháu chưa đến một mét trong lúc lão quái yêu Dược Hoàng còn đang nghĩ ngợi nên đánh hay tha, thì thân xác lạc đà chợt xảy ra biến cố. Một hồi chuông cảnh báo nguy hiểm không ngừng rung lên, nguy rồi, cơ thể xúc sinh này không phát huy được thực lực của võ hoàng ta. Cố cường lực cực đại nhanh chóng biến mất, thân hình đại sơn bắt đầu thu nhỏ đánh phụt như quả bóng xì hơi. Rồi từ không trung xuống đất cái rầm gây ra tiếng nổ cực mạnh, khói bụi mù mịt. Dược Hoàng trở lại về thân xác là một con lạc đà tầm thường đại sơn, biến cố đến quá nhanh khiến cho lão bàng hoàng hoảng hốt gấp đến độ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Còn chưa kịp ra đòn cuối kết liễu tên Hoàng Chiêu thì đã bị trở về nguyên hình con xúc vật, toang con mợ nó rồi rồi, lần này thì không phải là đối thủ. Trong lúc Dược Hoàng không biết phải làm sao thì chuyện cứ ngỡ là mơ thế mà lại xảy ra, hai ông cháu Hoàng Chiêu ấy thế lại phủ phục trên mặt đất, không ngừng dập đầu với lão cảm tạ. Đa tạ ơn không giết của tiền bối, thấy gió đã đảo chiều, Đại Sơn vây mặt kiêu căng nói với hai người đang úp mặt vào lòng đất, cứ quỳ đi, bây giờ không có thời gian tha thứ cho ngươi trong lòng không khỏi toát mồ hôi may mà lão già này không nhìn ra dọa chết bổn hoàng rồi diệp kinh hồng lúc này tiến đến chắp hai tay kính cẩn đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối không biết xưng hô thế nào dược hoàng vẻ mặt chảnh chọe đáp cụt lùn đại sơn là vật cưỡi của cao nhân cao nhân phái các ngươi đến đây làm gì diệp lão nhìn về hướng bảo tàng vội vàng trả lời bẩm tiền bối chúng ta đang hoàn thành thử thách của cao nhân đem bảo tàng của hỏa vân đạo nhân về nghe vậy đại sơn bèn thúc giục nếu đã như vậy thì nhanh chóng cầm lấy bảo tàng về mà đưa cho cao nhân dược hoàng trong lòng đang gấp muốn chết nhanh đi thôi đừng để hắn phản ứng lại nếu không thì không đi được nữa cô nàng tóc cam thấy sóng gió đã trôi qua lúc này mới dám chạy đến quan tâm hỏi han sư tôn người không sao chứ hoàng chiêu gắng gượng trả lời ta không sao không ngờ đường đường là cao thủ cấp bậc võ hoàng lại chỉ là một con vật để cưỡi không biết cao nhân này còn sâu đến mức nào lúc này hoàng chiêu chợt nghĩ đến một chuyện bèn quay qua hỏi phương linh Đúng rồi, Linh Nhi, sao ngươi lại cưỡi lên tiền bối vậy? Cô bé ấp úng kể lại toàn bộ sự việc, mọi chuyện là như vậy, 15 phút sau, vẫn chưa kể hết chuyện. Hai tiếng sau, cuối cùng câu chuyện đã được kể hết, thật hết nói nổi cô nàng Phương Linh kể chuyện gì mà lâu quá trời lâu. Lão giả hoàng chiêu giận tím người, đứng bật dậy hàm hàm chỉ tay về phía cô nàng tóc cam, mắng như tát nước vào mặt. Nghiệp chướng ngươi lại dám cướp đi vật cưỡi của cao nhân, truyền thừa nghìn năm của huyền vân tông chúng ta rất có khả năng sẽ bị chôn trong tay của ngươi toang thật rồi chết rồi lão gào thét trong vô vọng trần phàm đang quốc bộ về nhà chợt hát xì liên tục cả người mệt mỏi dựa vào một cây đại tập 16, trần phàm mồ hôi nhễ nhại càng nghĩ càng cay cái sự tình nếu không bị cướp trên giàn mướp thì hắn đâu ra nông nỗi này hắn đang bận than thân trách phận thì đột nhiên phía xa xa truyền đến tiếng động lạ rực hoàng sung sướng vô hạn nhiệm vụ của mình đã hoàn thành rồi lão có thể về với chủ nhân khi trần phàm còn đang ngơ ngác không biết là âm thanh gì thì đã thấy Đại Sơn đang chạy như bay về hướng hắn, mồm thở hộc hộc, làm cho hắn cứ ngỡ là mơ. Thứ mất rồi lại quay trở về, hắn sung sướng gọi to, Đại Sơn. Đại Sơn chạy một đường hướng thẳng đến chỗ Trần Phàm, đầu không ngừng rụi rụi làm nũng. Trần Phàm thấy thú cưng trở về thì mừng khôn tả, nhịn không được mà dành lời khen cho nó. Nếu như có thể tìm về nhà, ngươi đúng là con lạc đà có linh tính đấy. Khi một thú một người còn đang tình củm mắt đưa mày ngài, thì một âm thanh truyền đến Trần Công Tử. Trần Phàm ngơ ngác quay ra nhìn ủa là hai cái đứa cướp thú của hắn đây mà giờ còn dẫn theo cả ông già đến tính hội đồng hắn hay sao hắn kinh hãi tưởng tượng đến cảnh bị ả à tóc cam bóp cổ mà dùng mình sao nữ nhân này lại đến đây rồi không lẽ là đến tìm mình tính sổ đấy chứ miếng ngọc cũ đó cũng bị mình vứt rồi chết rồi sợ quá sợ quá hắn cố nặn một nụ cười rồi vẫy tay chào hỏi tính đổi hết tội lỗi cho con thú cưỡi đại sơn là bản thân tự chạy về không phải là do ta cướp hắn nào biết đại sơn đang dùng ánh mắt khẹt lệch cảnh cáo ba người này nào có tí dáng vẻ của một con thú để mặc cho vạn người cưỡi. Hoàng Chiêu chỉ sợ cao nhân trách tội, vội vàng lên tiếng, Trần Công Tử, ta là sư phụ Hoàng Chiêu của nguyệt đồ này. Ta đặc biệt đưa cô ta đến thỉnh tội với người, Trần Phàm nghe mà không dám tin vào tay mình. À, Hoàng Chiêu trong lòng dối bời, mồ hôi lạnh đổ ầm ầm. cao nhân lại đặc biệt nhắc đến chữ cướp này, quả nhiên vẫn ghi hận lên người của chúng ta rồi. Trong khi đó thì Trần Phàm mặt đầy hỏi chấm, chả hiểu cái mô tê mẹ gì, rốt cuộc là muốn làm gì, đúng là ông nghĩ gà bà nghĩ vịt. Mãi không thấy cao nhân nói năng gì làm cho Hoàng Chiêu sốt hết cả lòng mề, Trần Phàm thì cũng chẳng biết đáp lại ra sao, thì chợt thấy Diệp Khinh Vũ từ xa bước tới. Cười tươi giói nhìn hắn, lúc này hắn bèn sâu chuỗi mọi việc lại, dường như đã hiểu ra điều gì ổ ra là vậy. Trần Phàm nhìn Diệp Mỹ nữ xúc động dưng dưng, thì ra tiểu vũ ra mặt thay cho mình giáo huấn nữ bá đạo và sư phụ của cô ta. Cô bé Phương Linh thấy Trần Phàm trả ý ới gì, lo lắng bồn chồn tiến đến nắm tay hắn lai lay, lay rồi bày ra vẻ mặt Lolita đáng yêu. Đại ca ca, chúng ta biết sai rồi, huynh hãy tha cho sư tôn và sư tỷ của ta đi có được không? Hành động này thành công thu hút ánh mắt của hắn. Lão Hoàng Chiêu và cô ẻm tóc cam thấy hành động này mà rúng động, hai mắt trừng lớn, Linh Nhi không cần mạng nữa sao? Một đám ở đây bắt đầu triển khai kỹ năng suy diễn, trong mắt nhiều người trần phàm là một vị cường giả hung dữ, chỉ cần một ngón tay đã có thể bóp chết bọn họ. Cơ mà thực tế lại không như những gì đám người này suy diễn, Trần Phàm sau khi nghĩ tất cả nhờ công lao của Diệp Mỹ Nữ, cho rằng mình đã có một cái cây to để dựa vào, bỗng chốc tự tin hẳn. Vẻ mặt vô sỉ nói với ba ông cháu nhà kia, nếu như Đại Sơn đã quay lại rồi, chuyện trước đây xem như xí xóa hết, nhưng mà miếng ngọc cũ đó đã bị ta ném rồi, không trả lại được cho các người. Ba người nghe vậy như được đại xá, vội vàng cúi người 90 độ, đa tạ Trần Công Tử, Trần Phàm bày ra dáng vẻ cao thâm đạo cốt, phẩy phẩy tay về phía đám người đó, các người đi đi. Đuổi xong đám người kia đi, trần phàm mới quay qua chỗ diệp mỹ nhân hỏi han tiểu vũ các người đến ủa hai người này là bằng hữu của ngươi sao hắn nhận ra xuất hiện hai gương mặt mỹ nhân lạ lẫm có chút ghi hoặc diệp khinh vũ ngại ngùng trả lời hả đúng vậy trong lòng không khỏi lo nghĩ chúng ta đừng đột đem người đến đây cao nhân sẽ không giận chứ hai cô nàng thấy ánh mắt cao nhân nhìn qua vội vàng tranh thủ cơ hội nghìn năm có một tranh nhau giới thiệu ta tên triệu linh chi ngài gọi ta tiểu chi là được rồi ta tên ân tuyết công tử gọi ta tiểu ân là được rồi, mặt cô nào cô nấy má đỏ hay hay ngượng ngượng. Trần Phàm mới chỉ nhìn lướt qua đã rút ra được kết luận, nhìn cách ăn mặc của hai người này hình như có vẻ rất giàu có, không giống như lão Diệp. Hắn chuyển ánh mắt qua Diệp Kinh Hồng càng nhìn càng thấy phèn, lão này ra cảnh nghèo hèn như vậy còn phải giúp tiểu vũ tu luyện, quả thật là quá vất vả. Thôi thì hắn giúp lão Diệp chưa đãi mấy cô bạn của con gái lão vậy, vậy là Trần Phàm bèn quay đầu nhìn về phía hai cô gái mở lời. Nếu như đã đến đều là bằng hữu, triệu tiểu thư và dì tuyết cũng đến nhà ta ăn bữa cơm đi. Ân tuyết nghe cao nhân gọi mình là gì khiến cô nàng không khỏi hoài nghi nhân sinh, dì tuyết, mình thật sự rất giả sao. Đoàn người nhanh chóng lên đường tiến về viện tử của Trần Phàm. Triệu Linh Chi và ân tuyết lần đầu được đến nơi này, chả khác gì miền núi đi xuống đồng bằng, thấy cái gì cũng mắt chữ A mùng chữ O ở đây là tiên cung sao. Diệp lão thấy mà ngượng thay cho hai à, nhịn không được mà e hèm ra dấu nhắc nhở, tiểu thất đang đánh đu thì nhìn thấy Trần Phàm về, thì vô cùng vui mừng, ca ca huynh về rồi sao diệp khinh vũ nhìn tiểu thất có chút kinh hãi đó không phải là thỏ ngọc thông linh mà chúng ta đã tặng cho cao nhân sao lại tu thành hình người rồi tốc độ quả là chóng mặt trần phàm yêu thương bế tiểu thất lên xoa đầu hỏi hôm nay tiểu thất ở nhà có ngoan không chỉ là cái chạm tay xoa đầu của hắn thôi mà chứa đầy đạo văn tiểu thất làm nũng ôm cổ trần phàm cười lớn đương nhiên là ngoan rồi diệp khinh vũ thu hết cảnh tượng này vào mắt không ngờ thỏ ngọc thông linh và cao nhân đã là huynh muội rồi xem ra sau này phải cung kính với cô ta một chút rồi sau màn chào hỏi tình thân mến thân với tiểu muội ruột thừa trần phàm quay ra nói với những người đằng sau các người cứ ngồi trước hôm nay ta sẽ sắp xếp cho mọi người một bữa ăn ngon ánh mắt hắn nhìn diệp mỹ nữ bắt đầu có chút thay đổi hắn quyết định sẽ đặt nhiều tâm tư vào bữa cơm này xem như cảm ơn tiểu vũ thay mình ra mặt thấy ánh mắt trần phàm nhìn mình là lạ, lạ diệp khinh vũ cứ ngỡ chả lẽ cao nhân biết mình đã hoàn thành nhiệm vụ mà ngài ấy đưa ra nên đã công nhân mình trở thành con cờ của cao nhân rồi. Cô nàng vội vàng lấy bảo vật trong nhẫn chữ vật ra, rồi kính cẩn dâng bằng cả hai tay cho hắn. Trần công tử, Trần Phàm nhìn món đồ trên tay cô nàng mà không hiểu, đây là. Thấy cao nhân hỏi ngược lại mình, cô nàng giữ người không đúng, tí thì quên mất cao nhân thích diễn sâu. Trực tiếp nói đây là bảo tàng tặng cho cao nhân, không phải sẽ vạch trần chuyện cao nhân ngụy trang thành người phàm sao. Đang trong lúc cô nàng đau đầu không biết kiếm cái cớ gì, thì Trần Phàm đã tươi cười lên tiếng, tiểu vũ ngươi cũng khách khí quá rồi mỗi lần đến đều đem theo quà cho ta cô nàng giật mình quà thế mà không nghĩ ra diệp mỹ nhân vội vàng hùa theo đúng đây là món quà đáp lễ trước đây huynh đã tặng khăn tay cho ta nghe vậy trần phàm không khỏi ảo tưởng ánh mắt nhìn diệp mỹ nữ càng thêm đặc biệt trước đó mình tặng hai cái khăn tay chỉ có tiểu vũ nghĩ đến quả đáp lễ lẽ nào cô ấy thích mình sao ánh mắt trần phàm đắm đuối nhìn diệp khinh vũ tập mười ánh mắt ta chạm nhau chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu, em biết anh cũng đang chờ mong. Thôi để em nói anh nghe một câu, câu mà chưa kịp nói, thì cô bé thỏ kỳ đà vô cùng tức giận phòng mồm trợn má, cắt ngang. Ca ca, nhanh mở ra xem là thứ gì, tiểu thất diễn ra bộ mặt hết sức tò mò, giọng nói bất ngờ vang lên khiến cho Trần Phàm lúng cuống tay chân. À, mặt hắn vẫn chưa hết đỏ nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh, lóng ngóng mở cái túi ừm ừm, tiểu thất thấy mưu hành kế bẩn của mình thành công thì đắc chí nhìn Diệp khinh Vũ, hừ lạnh khi hắn mở ra lớp vỏ bao bên ngoài một thứ màu trắng lấp lánh hiện ra khiến cho trần phàm đơ như cây cơ đây đây túi nhựa ở nơi này lại có nhựa sao diệp khinh vũ nghe cao nhân gọi đó là nhựa thì có phần khó hiểu nhựa nhưng hoàng chiêu nói là do cánh của ngọc tầm chế tạo mà thành lẽ nào là tên gọi khác của nó sau một hồi ngẫm nghĩ trần phàm thấy món đồ này cũng có tác dụng bèn tươi cười nhìn tiểu vũ xin xỏ thêm thứ này người có thể cho ta thêm một ít không hắn đã nghĩ ngay đến việc sẽ làm gì với đống túi nhựa này lấy để làm nhà kính trồng rau không phải là thích hợp sao bắt đầu từ nhà kính trái mùa chưa có ở đại lục thần võ mình sẽ xây dựng một đế quốc nông nghiệp trên thế giới này đang nghĩ ngợi linh tinh thì hắn chợt nhớ ra một việc bèn nói à đúng rồi lão diệp lão cầm có một chuyện có thể cần các người giúp đỡ một chút cầm lão ngay cao nhân chuẩn bị ra chỉ thị thì cài mặt hớn hở thấy rõ diệp lão thì bình tĩnh hơn ngài cứ nói trong lúc trần phàm đang ngãi cảm suy tư thì hai lão cầm diệp trong lòng đang vô cùng sung sướng hoành hoang. Quả nhiên ở trong bảo tàng của Hỏa Vân đạo nhân, có thứ mà cao nhân muốn, cao nhân đúng là lợi hại, từng bước trong kế hoạch, không để xảy ra bất cứ sai sót nào. Sau một hồi suy nghĩ Trần Phàm bèn nhờ vả, các người có thể giúp ta tuyển một vài người không? Một tháng, tuyển 200 người trước, tiền không thành vấn đề, người phải đáng tin cậy một chút. Hai lão Diệp cầm nghe mà xốn sao sao xuyến, ô mai chuối, cuối cùng cao nhân cũng đã bắt đầu kế hoạch cày ruộng trong thiên hạ rồi nhiệm vụ thành lập quân đứng đầu này chúng ta nhất định sẽ hoàn thành tốt hai lão hùng hổ khí thế không thành vấn đề giao cho chúng ta trần phàm khách khí nói với hai lão thế thì làm phiền rồi nói xong hắn nhịn không được liếc mắt nhìn diệp mỹ nữ nếu như công việc đã có kế hoạch rồi vậy thì tình yêu của mình cũng đã bắt đầu rồi trần phàm mang theo chút ngượng ngùng nhìn vào mắt diệp khinh vũ nói tiểu vũ cô có thể đến đây cùng ta một chút không cô nàng má đỏ hay hay thỏ thẻ đáp Diệp Khinh Vũ lòng như nở hoa đi theo Trần Phàm, tiểu thất thấy một màn này mà tức sôi máu. Triệu Linh Chi và Ân Tuyết nhìn theo tiểu Vũ mà lòng đầy ngưỡng mộ, còn Cầm Âm thì buồn bã thất vọng khi tình yêu mới nở của mình đã lụi tàn. Khi hai người vừa bước vào trong phòng, Trần Phàm bèn lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, xung quanh không ngừng tỏa ra ánh sáng xanh, rồi đưa cho diệp mỹ nữ, "Tiểu Vũ, cái này tặng cho cô, cô nàng vội đưa tay nhận lấy à?" Ừm, Trần Phàm dõi theo nhất cử nhất động của cô nàng lòng thầm nghĩ đây là tặng quà để biểu đạt yêu là ổn thỏa nhất nếu như lần này tiểu vũ đáp lễ thế thì tám chín phần cô ấy có ý với mình diệp khinh vũ cầm món quà trên tay lòng bồi hồi bồi hồi cao nhân cuối cùng cũng tặng bảo vật cho mình rồi ngay khi cô nàng mở ra thì có chút thất vọng chỉ là một miếng ngọc bích sao không có đạo văn cũng không có tự thành thế giới cô nàng cầm lên xăm soi không để bỏ sót một góc nào tâm trạng bỗng chốc tụt dốc không phanh trước đây bảo vật mà cao nhân tặng vô cùng đặc biệt sao lại cho mình một viên ngọc bình thường như vậy thấy cô nàng nhìn mãi mà không nói năng gì hắn nhịn không được hỏi thích không diệp khinh vũ nào dám nói không thích chột dạ cười giả tạo thích đồ mà trần công tử tặng ta đều thích cô nàng bèn đặt miếng ngọc trước ngực thử dùng con tim cảm nhận cô nàng không muốn tin đây chỉ là miếng ngọc bình thường được lòng thầm nghĩ miếng ngọc bội này rất đặc biệt không biết có hàm nghĩa gì không lẽ nào cao nhân để bạt mình phải bình tâm không thể vì cái lợi trước mắt nghe được lời khen của người đẹp Trần Phàm ngãi đầu giãi bày, đây là ngọc bội mà ta tự tay khắc, có khát vọng đối với võ đạo của ta. Cũng là món quà quý giá nhất mà bây giờ ta có thể lấy ra. Diệp Kinh Vũ không ngờ một miếng ngọc bé nhỏ này lại có ý nghĩa lớn lao như vậy, khát vọng đối với võ đạo. Cao nhân đây là đang muốn mình chăm chỉ tu luyện sao, tín vật định tính mà bị hiểu thành vật nhắc nhở tu luyện, quả thực là thánh suy diễn mà. Tập 18, nhoang cái trời đã về đêm, sau khi cơm no rượu say nhóm người lão Diệp lưỡng thưởng ra về lão diệp thân là người được cao nhân chọn mặt gửi vàng đầu tiên nên rất ra dành ra vẻ lên tiếng phân công nhiệm vụ chuyện vì cao nhân mà xây dựng người đứng đầu trong quân sự xí linh quốc ta sẽ chịu trách nhiệm cự ngao giao cho lão cầm còn về ân tuyết và tam công chúa ân tuyết lúc này nào để tâm nghe lão diệp nói gì vì cô nàng đang hồi tưởng lại lúc chiều khi lén đến gặp riêng cao nhân cô nàng đã vồ vập như nào để xin được ở lại trần công tử nếu như ngươi không chê ta sẽ ở đây cắt cỏ cho ngươi chăn gia súc cũng được trần phàm nghe vậy có chút sửng sốt hắn lấy đâu ra tiền mà trả công bèn khéo léo từ chối mặc dù chỗ ta bao ăn nhưng không thể trả được nhiều tiền lương di tuyết chắc là muốn ở lại đây chứ ân tuyết không biết ảo tưởng chuyện gì mà mặt đỏ bừng xấu hổ trần công tử không chê ta chậm chạp thì được triệu linh chi không biết từ đâu xông đến vội vàng chen ngang ta biết tưới cây tính thêm ta nhé thấy hai người đẹp nhiệt tình như vậy trần phàm ngu gì mà từ chối thế thì được hai người đúng lúc có thể làm bạn về nhà thu dọn một chút trực tiếp đến làm luôn là được quay về chính sự diệp kinh hồng tiếp tục nói nhiệm vụ phân công của hai cô nàng các ngươi cứ theo sắp xếp của cao nhân ở lại đây làm mấy việc lặt vặt, Ân Tuyết và Tam Công chúa không ý kiến ý có gì, cung kính cúi người vãn bồi cáo tử. Sau khi mọi người đường ai nấy đi, chỉ còn lại hai cha con Lão Diệp, Diệp Lão cha mới lên tiếng dạy dỗ Tiểu Vũ: Con có biết hôm nay mình đã phạm phải lỗi sai đầu tiên? Nghe Lão cha chất vấn mà cô nàng có chút sững sờ. Cái gì? Diệp Kinh Hồng không chút khách khí mà phê bình: Con cho rằng hoàn thành được nhiệm vụ cao nhân đã giao, biểu hiện ra sự yêu thích. Chuyện này là cái sai lớn nhất. Thân là con cờ của cao nhân, con lại ôm lòng ái mộ ngày ấy. Đây là lỗi sai thứ hai. Tiểu Vũ, con phải biết rằng con không xứng để thích cao nhân, bị lão cha liên tục sát muối vào con tim." Diệp Kinh Vũ đau lòng cúi gằm mặt xuống, càng nghĩ cô nàng càng buồn. Đến ngay cả phụ thân cũng nhìn ra, cao nhân sao lại không biết được, vì thế mới không tặng bảo vật cho mình, chỉ tặng cho mình một miếng ngọc bội bình thường. Cao nhân muốn mượn chuyện này để thức tỉnh mình, đừng mơ mộng hão huyền nữa." Cô nàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt trôn vùi tình yêu chấm nở. Đột nhiên có một tiếng động mạnh truyền đến, một thân ảnh đột ngột xuất hiện, khiến cho Diệp Kinh hồng hết hồn chim én nhỏ thấy người đến là cái lão hoàng chiêu bị đuổi đi từ sáng diệp lão tức giận quát sao ngươi vẫn chưa đi hoàng chiêu thức thời quỳ xuống chắp tay thành khẩn cao nhân bảo ta cút xa một chút vì thế ta đã đứng quỳ ở dưới chân núi tịnh tâm suy nghĩ diệp kinh vũ nhìn tên hoàng chiêu trước mặt mồ hôi đổ đầm đìa một mình lão không phải đối thủ của tên này nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh nói không tệ cũng xem như biết điều cao nhân không giết ngươi ngược lại biết ngươi thật lòng mà kiểm điểm còn có giá trị để lợi dụng nghe diệp lão nói vậy ánh mắt hoàng chiêu sáng lên như đèn pha ô tô ta biết mà nhiệt độ mạo phạm như vậy nhưng cao nhân lại không giết ta quả nhiên là đã có ý muốn thu phục nếu như có nơi nào cần dùng tới ta tiền bối chỉ cần dặn dò diệp lão bèn đưa tay chỉ về hướng diệp kinh vũ giới thiệu đây là con gái của ta diệp kinh vũ cao nhân đang đi tìm đám mây của cánh vai sầu đó chính là bảo vật của huyền vân tông các ngươi sẽ do ngươi hỗ trợ cho nó được phân phó nhiệm vụ mà lão chiêu hoàng như thể được ban thưởng dập đầu cúi lại thiếu mỗi bước cho diệp kinh vũ lên bàn thờ mà hương khói ta nhất định sẽ dốc hết sức hỗ trợ cho diệp tiểu thư diệp lão chắp tay sau lưng hài lòng tốt diệp khinh vũ chả còn tâm trí mà nhìn hai trưởng bối giao lưu nước mắt ngắn nước mắt dài lấy tay lau đi thầm hạ quyết tâm bỏ đi vẫn nên thu lại những tâm tư không có khả năng ấy chuyên tâm làm con cờ của cao nhân vậy tại một căn phòng nhỏ trầm phàm đang đau đầu vì bài toán nhân công trong chốc lát tuyển được nhiều người như vậy cần phải tốn một khoản lớn may mà tranh vẽ của ta có thể bán được một khoản lớn trần phàm chăm chú cầm bút bắt đầu vẽ tiểu thất ngồi kế bên nhìn nét vẽ của trần phàm không giấu được kinh ngạc một nét bút có thể vẽ ra văn khúc tinh lẽ nào cao nhân là văn khúc tinh hạ phàm thư pháp tổng cộng có ba loại cảnh giới thứ nhất cơ bản công bao gồm tư thế cầm bút tập viết chỉ cần ngày ngày khổ luyện người người đều có thể viết ra được một chữ tốt một màn thư pháp này khiến cho tiểu thất bừng bừng sĩ khí đốt lên ngọn lửa quyết tâm mãnh liệt trong lòng cô nàng cao nhân lý tưởng hào hùng khiến nhiệt huyết của mình sôi sùng sục mình cũng muốn nhìn xuống giang sơn tự tay giết chết kẻ địch thứ hai ngộ tính chỉ cần ngộ ra được chân lý của thư pháp hình thành nên phong cách đặc sắc của bản thân mới có thể có thành tựu trên thư pháp tiểu thất tâm trung lĩnh ngộ từng câu từng từ không vì tốt xấu bên ngoài mà đánh mất đi bản thân trần phàm vung bút viết tiếp mang theo đạo quang vô hạn thứ ba là thiên nhân hợp nhất muốn lấy được người và bút hợp nhất thiên thời địa lợi nhân hòa không thể thiếu cái nào cho dù là tông sư đỉnh cấp phong thần cả đời này cũng chỉ có một hai lần mới đạt đến cảnh giới này tiểu thất nghe mà bừng tỉnh mở to đôi mắt hai chữ này không phải là nói của bản thân cao nhân sao ngài ấy đã từng du ngoạn sơn thủy bây giờ hóa thành người phàm lịch luyện hồng trần hoàn thành xong ba bước trần phàm nhẹ nhàng đặt xuống bút lông một bức thư pháp kín chữ đã hoàn thành tuy nhiên trần phàm lại không quá hài lòng thở dài đáng tiếc viết vẫn không tốt tiểu thuần nhìn bức thư pháp mà kinh hãi mắt mở lớn miệng không khép được lại mang theo vô vàn kính phục ấy thế mà cao nhân lại không hài lòng nhìn không được cô nàng bèn hỏi ca ca huynh viết tốt như vậy còn không hài lòng sao trần phàm mặt ủ mày trao hai xoay lưng về phía cô nàng ánh mắt nhìn ra cửa sổ xa xăm kỹ nghệ của ta mặc dù tinh diệu nhưng viết bức chữ này chính là vì muốn kiếm tiền cuối cùng cũng không thấy thoải mái lúc này trong đầu hắn mở mộng đủ chuyện hão huyễn bên người đẹp đợi có được nhiều tiền không chỉ có thể xây dựng được sự nghiệp lớn còn có thể hẹn hò với tiểu vũ cùng nhau đi du ngoạn sơn thủy quấn quýt không rời đột nhiên hắn chợt nghĩ tới một chuyện nhưng mà đã qua ba ngày rồi tiểu vũ vẫn chưa có quả đáp lễ lẽ nào là mình tự đa tình sao tâm trạng hắn bỗng chốc xuống dốc không phanh nhìn mặt trăng mà than thân trách phận chợt hai mắt hắn chừng lớn có vẻ đã thấy gì đó kinh khủng lắm hắn nhìn ra mảnh vườn sau nha mà sốc đống phân ngựa chất cao như ngọn núi cái độ xanh rau má sao lại giỏi kéo như vậy một trăm mẫu tất cả đều bón phân rồi ngựa trắng la lực quá độ ngã hụy xuống đất thờ phì phò như trâu không còn tí sức lực nào nữa thế mà nó vẫn chấp niệm ta còn có thể ăn có thể kéo lưới vẫn cố đưa ra cuốn lấy cỏ gần đó chân phàm bị dọa cho hãi hùng đậu mê nó có lẽ nào thuốc sổ trước đây vẫn chưa đủ không có lý ấy hắn bỗng chốc nghi ngờ nhân sinh hắn bèn cúi người kiểm tra lỗ đít cho con ngựa sau một hồi vạch đít tìm nguyên nhân hắn bất lực cảm thán kỳ lạ lại không thể tra ra nguyên nhân của bệnh xem ra bệnh nặng đến mức khiến ta không thể tra ra được nhân lúc bây giờ nên chém đi còn có thịt mà ăn chết rồi thì cái gì cũng không còn nữa đám thú tiểu bạch tiểu ô đại sơn ma kiến nghe mà hết hồn chim én con mắt muốn lòi cả ra sợ hãi run rẩy trước sự bố đời của đại lão tiểu thất nghe những lời dã ma này mà cũng dùng mình kinh hoàng tập 19, ngựa trắng cố mở cặp mặt trắng dã nhìn bóng lưng của trần phàm rời đi lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa đáng thương đáng hận không ngờ tam thái tử long tộc ta thần thú tiểu thanh long cuối cùng lại rơi vào kết cục thê thảm như vậy lúc này tiểu thất bèn tiến đến xoa đầu ngựa trắng khoảng thời gian này ngươi dốc hết sức làm việc cho chủ nhân chúng ta đều thấy hết nếu như muốn sống sót ta ngược lại là có một cách có thể thử ngựa trắng còn nước còn tát dùng chút sức lực còn lại khuỵ chân run rẩy cố đứng dậy bà cố nội hãy chỉ điểm cho ta tiểu thất nhìn núi phân ngựa chỉ trỏ ngươi cày một trăm mẫu ruộng lại dùng phân rồng bón một lần nhưng vẫn thiếu bước mấu chốt nhất đó chính là sới đất chỉ có đem phân rồng sới dưới đất để nó bị mốc mới có công hiệu tốt nhất được nghe xong mấy lời vàng ý ngọc này ngựa trắng cố đứng dậy chân run bần bật như bị cụ già 80 tuổi kéo cày sới đất chân phàm thoáng chốc đã quay lại tay cầm con dao sáng loáng tính làm bữa thịt ngựa cải thiện bữa ăn bất ngờ thấy muội muội cũng ở đây bèn thắc mắc hỏi sao muội lại qua đây rồi cô nàng ấp úng nói ca ca ngựa lại cày ruộng vui thật nghe muội muội nói vậy hắn bèn vật một túm lá nhét vào một cái bình holo, quyết định thôi thì bỏ đi không nên ra tay nữa hắn thầm nghĩ tiểu thất đã thích ngựa như vậy nếu như mình giết nó muội ấy sẽ rất đau lòng bình holo phút chốc tỏa ra luồng linh khí màu sắc sặc sỡ khiến cho một đám thú người thôi cũng chảy nước miếng tiểu thất nhịn không được mà hỏi ca, ca đây là cái gì thấy nước thuốc đã hoàn thành trần phàm bèn vạch mù ngựa trắng dốc toàn bộ nước trong bình vào miệng nó thuốc thần kinh mà ta cho ngựa uống xem thử thế nào ngay khi nước đi xuống dạ dày toàn thân ngựa trắng chấn động từng thớ cơ bắp ở chân căng tràn sức sống lưng đỡ hơn rồi chân không còn đau nữa đến ngay cả dưới đất cũng có sức rồi ngựa trắng cảm thấy dồi dào sức lực như thể vừa tọng vài chai rocket một giờ vào mồm bốn vó nhảy tung bay sới đất như điên như dại trần phàm nhìn mà cạn lời con ngựa này bỏ đi kệ nó hắn quay qua nói với muội muội tiểu thất ngày mai huynh đưa muội xuống núi nhé nghe vậy cô nàng bèn hỏi lại đi làm cái gì trần phàm tươi cười hớn hở đi bán tranh ngày hôm sau tại trấn thanh khê xuất hiện một chàng thanh niên trẻ tràn ngập hơi thở võ hiệp trên vai mang một thanh kiếm quý yến hiểu phong gã vừa đi vừa ngáp lòng oán giận mình đường đường là đệ nhất thiên tài của thánh kiếm cung nhưng bất đắc dĩ phải che giấu thực lực du lịch khắp nơi để cầu tâm cảnh đột phá nhưng mà hơn một năm nay hắn đã đi không biết mệt mỏi ấy vậy mà chả thu hoạch được cái cốc khô gì kiếm đạo à kiếm đạo ta lúc nào mới có thể ngộ được chân lý đạo của ngươi đây ngay khi hắn đi qua một cửa tiệm đột nhiên có một luồng hơi thở đáng sợ không ngừng khuếch tán ra bên ngoài khiến cho hắn dừng bước chân lòng đầy nghi ngờ rốt cuộc là nguyên do gì vốn tình tò mò làm sao hắn có thể bỏ qua cơ hội này bèn đi vào trong cửa tiệm vừa vào trong này luồng khi càng nồng đậm hơn xung quanh tiếng bàn tán xôn xao không hổ danh là tác phẩm của trần công tử đúng là thượng phẩm thật là đẹp lão vương ngươi có thể bán bức tranh này cho ta được không tất cả đám người đang bu kín tại một bức tranh nơi khởi nguồn của luồng hơi thở kỳ lạ đó một đám người như hổ đói rình mồi ai cũng muốn đánh cho được bức tranh quý này ta ra gấp đôi bán cho ta yến hiểu phong nghe vậy thì khinh thường một đám người phàm lại dám xem trọng trí bảo như vậy vừa nói dứt câu hắn thì thần sắc hắn đại biến đôi mắt chừng lớn nhìn chằm chằm vào bức họa toàn thân hắn chấn động họa trong tranh như bước ra bên ngoài mở ra một thế giới hoàn toàn sống động sóng lớn cuồn cuộn hắn có thể nghe được tiếng nước cảm giác được gió mát người đàn ông trong bức tranh như có linh hồn bỗng chốc hắn cảm nhận kiếm ý như đang xuất hiện trước mặt nhịn không được với tay vào bức tranh hắn cảm giảm cả người hắn đang nhập vào trong đây thì ra cảnh giới cao của kiếm đạo chính là kiếm ý yến hiểu phong như phát cuồng lao về phía ông chủ điên cuồng lắc người ông chủ bức tranh này của ông bao nhiêu tiền hãy bán nó cho ta những người xung quanh nghe vậy thì cùng bực tức há nào có cái lý đến sau mà đòi hớt tay trên ngươi là ai sao có thể đến lượt ngươi được chứ đúng vậy ta đến trước mà cả một đám nhao nhao yến hiểu phong sau một hồi bĩnh tĩnh nhận ra mình đã thất thố gãi gãi đầu chân thành nói xin lỗi vừa nãy các ngươi nói bức tranh này là tác phẩm của trần công tử xin hỏi bây giờ hắn đang ở nơi nào ông chủ tiệm tranh chỉ hướng cho hắn vừa nãy hắn mới đi sang hướng bên kia nghe vậy hắn vội vàng phóng như điên ra ngoài người vẽ ra bức tranh này nhất định là tồn tại cấp bậc siêu việt họa vương là họa hoàng hiếm thấy ở đại lục thần võ nhưng mà đường đường là họa hoàng sao lại bán tác phẩm của bản thân cho những người phàm bình thường được chứ lúc này trần phàm đang lững thững dạo phố yêu chiều cõng tiểu thất trên vai đi đến đâu cũng được những người xung quanh nhiệt tình chào hỏi chào trần công tử trần phàm cũng vui vẻ đáp lại xin chào tiểu thấy ở cưỡi trên vai trần phàm vui vẻ chỉ tay về sạp hàng ca ca muội muốn ăn cái đó lúc này yến hiểu phong đã đuổi kịp chứng kiến mọi chuyện bèn tự suy diễn quả nhiên trần công tử nhất định là giống mình ngụy trang thành người phàm du lịch thiên hạ cũng cầu tâm cảnh để đột phá hắn vội lên tiếng trần công tử xin dừng bước trần phàm thấy người gọi mình thì quay đầu lại nhìn ngươi đang gọi ta sao yến hiểu phong vội vàng chắp tay chào hỏi tại hạ là yến hiểu phong vừa nãy ở nhà trọ phúc nguyên nhìn thấy kiếm khách đồ do trần công tử sáng tạo đặc biệt đuổi theo muốn xin trần công tử hãy vẽ cho ta một bức nếu có điểm đường đột xin hãy tha thứ trần phàm nhìn con hàng trước mặt từ đầu đến chân nghĩ thầm nhìn hắn cũng không chỉ là một người kiếm khách cuồng nhiệt, còn là một người thích vẽ, bỏ đi cứ thành toàn cho hắn vậy, vậy là Trần Phàm lấy ra một bức họa quyết định chốt đơn, được, 10 lượng một bức, tranh của ta chỉ bán cho người có duyên. Chúng ta có thể gặp nhau ở nơi đông người này, cũng xem như là duyên phận, bán cho người đấy, Hiểu Phong nghe vậy không còn ước mong gì hơn, vội vàng lấy tiền ra, đa tạ Trần công tử. Trần Phàm vui vẻ đếm những đồng vàng trên tay, tiểu thấy nhìn gã thanh niên may mắn kia dùng khẩu hình miệng nhắc nhở, tên ngốc ngươi đã ngộ ra thầm ý của cao nhân hay chưa? thấy cô bé nhắc nhở hắn vội mở bức họa ra bức họa này vẽ một chú gà con đang vạch lá tìm sâu ủa rồi thâm ý ở đâu thâm ý giữa chưa. ngay khi hắn còn đang bực bội thì bức tranh đột nhiên biến hóa gà con bỗng chốc trở thành phượng hoàng niết bàn từ trong biển lửa vút bay lên cao dường như hắn đã hiểu được thâm ý cao siêu của cao nhân vội vàng cuộn lại bức họa phượng hoàng là đồ đằng của phượng minh quốc niết bàn thất bại biến thành gà ý của cao nhân là phượng minh quốc đang gặp nạn bảo mình đi phượng minh quốc xí linh quốc mật thất của hoàng cung một người đàn ông đang ngồi tĩnh tọa trên mặt không ngừng đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt toàn thân tỏa ra ma khí. Người đàn ông ngồi tĩnh tọa đó chính là hoàng đế của Xí Linh quốc, cha của Tam công chúa Triệu Linh Chi. Triệu Linh Chi vừa bước vào mật thất, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì vô cùng chấn kinh, mẫu hậu, phụ hoàng bị sao vậy? Hoàng hậu thương tâm chảy nước mắt. Phụ hoàng của con bị Phượng Minh quốc tính kế, Linh Chi không dám tin cái gì là Phượng Minh quốc, cô nàng chợt nhớ tới đây không phải là nơi mà Diệp Tống chủ muốn đi sao? Bỗng chốc lòng tràn đầy tự tin nói với hai người, phụ hoàng, mẫu hậu, hai người không cần phải lo lắng, nhi thần gần đây quen được một vị cao nhân phượng minh quốc sắp bị tiêu diệt rồi tập 20, hoàng đế cố gồng cơ thể mệt mỏi đăm đăm nhìn con gái tại sao người lại nói như vậy triệu linh chi vô cùng đắc ý một năm một mười kể lại phụ hoàng có chuyện không biết cao nhân đã phái tông chủ diệp kinh hồng của vân kiếm tông đảo vũ hóa đi diệt sát phượng minh quốc nói xong những lời này thì cô nàng dừng lại vài nhịp cứ nghĩ phụ hoàng nghe vậy sẽ hào hứng lắm ấy thế mà ông lại lạnh nhạt nói bỏ đi ta đã quyết định truyền vị cho ngũ đệ của con từ nay về sau con cần phải dốc hết sức để phụ tá cho nó không được có suy nghĩ tranh đoạt hoàng vị nữa hoàng hậu đồng tình với hoàng đế hùa vào nhắc nhở chi nhi vẫn nên nghe lời của phụ hoàng con đi triệu linh chi trong lòng vô cùng không phục lạnh lùng lên tiếng diệp kinh hồng nương nhờ cao nhân bây giờ đã là tu vi long võ tiền tu cao nhân còn tặng cho hắn một kiện pháp bảo cấp bậc linh binh phượng minh quốc đương nhiên cũng dễ như trở bàn tay nói cho phụ hoàng một tin tốt con cũng đã là tỷ nữ của cao nhân rồi sau này sẽ ở bên cạnh cao nhân để tưới hoa hai người thân sinh nghe vậy thì bàng hoàng như xét đánh ngang tay hoàng đế bị tin tức này làm cho sốc văn hóa toàn tập ngỡ ngàng đến mức bật ngửa phun ra một cột máu lớn hoàng hậu sợ hãi hết lớn bệ hạ sau đó tức giận mắng con gái một trận té tát cao nhân gì chứ ăn nói lung tung con đường đường là công chúa sao có thể làm tỷ nữ tưới hoa cho người khác được chứ thấy có nói nữa nói mãi hai người cũng không tin cô nàng quyết định trình diễn tí thực lực cho họ mở rộng tầm mắt bỏ đi nói nhiều cũng vô ích phụ hoàng mẫu hậu mọi người nhìn đi cô nàng từ từ cởi bỏ tu vi phong tỏa trong khoảnh khắc long võ đỉnh tu vi hiển lộ hoàng đế và hoàng kinh ngạc không thôi con lại liên tục đột phá ba tầng luôn sao không chỉ có con đến ngay cả tuyết di cũng đã đột phá đến thiên võ trung kỳ rồi lời đồn vị cao nhân kia đến từ cấm kỵ chi điện từ xa xưa trong truyền thuyết trái đất hai người nghe mà sững sờ ngây ra như phỗng loại chuyện này thế mà có thật ư hoàng đế kinh hãi lắp bắp trái đất đại lục thần võ lại có cao thủ như thế sao hoàng hậu cũng có biết cái vẹo gì đâu bèn hỏi lại chồng mình bệ hạ nghĩ thế nào hai người liếc mắt nhìn nhau mồ hôi lạnh đổ ầm ầm hoàng đế bèn đưa ra quyết định vị cao nhân kia có lẽ cường giả võ tông cũng không đến mức chi nhi làm nô bộc cho hắn chi bằng chúng ta cùng nhau đến thăm nếu là sự thật mời hắn xuất sơn làm quốc sư hộ quốc là được chuyển cảnh đến núi vô danh nơi đặt hang ổ của cá mặn trần phàm đại tráng sốt ruột đi đi lại lại trước viện tử của trần phàm vừa thấy trần phàm đang cõng muội cùng đại sơn xuất hiện thì vội vàng tiến đến cuối cùng thì trần công tử cũng về rồi lần trước công tử bảo ta bắt kẻ buôn người ta bắt được rồi trần phàm nghe vậy thì tò mò hỏi thật sao sao bắt được vậy đại tráng hứng chí bừng bừng sảng khoái kể lại sự tình hôm nay ta ra ngoài gặp được hai người cứ nói ta là khỉ gì có huyết mạch cao quý, lừa ta đi theo bọn họ, mấy cái trò lừa bịp hay dùng này không thể lừa ta được, ta nhớ đến chuyện mà Trần công tử giao, chính là bắt hai người họ lại. Đại tráng kể xong thì vô cùng đắc ý, hai người bị đại tráng bắt được, một người mặc áo thẫm một người mặc áo xanh, không ngừng dập đầu cầu xin, "Trần công tử Minh xét, chúng ta thật sự không phải là kẻ buôn người, là hầu đại tráng hiểu lầm ta rồi." Trần phàm bèn cúi người cho tiểu thất nhảy xuống khỏi vai, rồi nhẹ nhàng nói, "Tiểu thất, muội qua đó xem thử, bọn họ có phải là kẻ buôn người lừa bán muội hay không?" Cô nàng ngoan ngoãn đáp, trong lúc tiểu thất tiến đến kiểm tra hai con hàng một xanh một thấm kia trần phàm bèn hỏi đại tráng vết thương trên người họ là do ai đánh đại tráng cười tít mắt chỉ vào tiểu bạch đây chính là đây thấy chủ nhân nhìn mình tiểu bạch khoái chí vẫy đuôi liên tội chủ nhân khen tôi đi không phụ trông mong của tiểu bạch trần phàm cúi người xoa đầu nó tiểu bạch sao ngươi biết họ là người xấu tiểu bạch sướng cười tít mắt đắc ý trong lòng chủ nhân khen mình rồi he he lúc này tiểu thất nhìn hai kẻ đang quỳ bày ra bộ dáng cao nhân đạo cốt nhìn họ trầm trầm thầm nghĩ mình phải học tập giống cao nhân không được kiêu ngạo thành thật đối đãi với người tên áo xanh nhận ra cô bé trước mặt không phải người phàm ấy thế lại là thỏ ngọc thông linh khiến hắn đổ mồ hôi hột chỉ sợ một câu nói của cô bé này thôi thì tính mạng họ phang teo đang căng thẳng sợ hãi leo thang tột độ thì tiểu tiểu thất bình thản như không lên tiếng ca ca không phải bọn họ bắt ta ta không quen bọn họ trần phàm đang âu yếm gợi khen tiểu bạch nghe những lời này thì như xét đánh ngang tay bỗng chốc toàn thân cứng nhắc đậu mé thật sự bắt nhầm người rồi tiểu bạch cũng chả khá khẩm hơn là bao cơ mặt bỗng chốc cứng đờ á đủ cắn nhầm người rồi tên áo thấm không biết nghĩ ra điều gì mà hai mắt lóe sáng vội vàng lên tiếng trần công tử kẻ buôn người mà ngươi muốn bắt có phải liên quan đến vị tiểu muội muội này không trần phàm vẫn chưa thoát ra khỏi bóng ma tâm lý đánh sai người ngại ngùng đáp lại không sai tiểu thất là bị kẻ buôn người đưa đến trấn thanh khê này ta chính là muốn tìm người bắt muội ấy tên áo thấm vội vỗ tay lên ngực hứa hẹn trần công tử ta biết những kẻ buôn người kia là ai ta có thể đưa bọn họ đến đây trần phàm không ngờ trên đời lại có người lương thiện như vậy tiến đến đỡ hai người này đứng dậy giọng mang theo muôn vàn ái náy ta hiểu lầm ngươi rồi còn hại ngươi bị thương ngươi lại đồng ý giúp ta nào nào vào nhà ta sẽ băng bó vết thương cho hai vị hai người sau khi được trần phàm tận tình trị thương đã vậy còn được tắm mình trong linh khí nồng đậm khiến cho toàn thân sảng khoái vết thương biến mất không còn chút dấu vết nào xong việc hai người vội vàng nói lời từ biệt trần công tử đừng tiễn nữa đợi tìm được những kẻ buôn người kia sẽ đến tìm công tử trần phàm khách khí vẫy tay thế thì làm phiền hai vị rồi đi được một đoạn khá xa tên thanh niên áo xanh mới dám quay ra hỏi tên mặc áo thẫm thất thúc thúc thật sự quen biết kẻ buôn người sao tên mặc áo thấm lau những giọt mồ hôi lạnh trên mặt rồi mới trả lời cô gái kia là thỏ ngọc thông linh kẻ bắt người mà công tử nói e rằng có liên quan đến bí mật của tộc thỏ ngọc nhiều năm trước đợi sau khi về rồi hỏi lão tộc trưởng là biết tên áo xanh có chút bất mãn không hiểu vì sao thất thúc phải đi bợ đít cái tên kia chịu khó ra mặt nhiệm vụ của chúng ta là tìm hầu đại trắng về mặc dù trần công tử lợi hại nhưng mà ngươi cũng không cần lấy lòng đâu tên áo thấm nghe mà tức nổi gân xanh nhị không được quay ra chửi cho một chàng ngươi là lợn sao hầu đại trắng vốn dĩ là phế vật không có võ hồn bị đuổi ra khỏi gia tộc một phế vật như thế lại thức tỉnh huyết mạch chiến đấu thánh hầu tinh khiết nhất nếu đặt trong gia tộc ai có thể so được nghĩ đến vì sao tên đại tráng có biến chuyển như vậy ánh mắt tên áo thấm trở lên si mê thèm thuồng trên đường đi này ta đã nhiều lần thăm dò hầu đại tráng đều nói là trần công tử đã giúp hắn từ đó có thể thấy huyết mạch này là trần công tử đã giúp hắn thức tỉnh rồi nếu như chúng ta mượn chuyện này để được trần công tử trọng dụng thế không phải cũng đều có thể thức tỉnh huyết mạch ư tên áo xanh nghe mà thủng ra bao điều vẻ mặt tràn đầy ước ao ừm ừm hắn cũng muốn được thành khỉ tại sân sau tiểu viện tiểu thất đang chăm chỉ giặt đồ trần phàm đang bê mấy tấm ván thấy vậy thì lên tiếng tiểu thất để ta giặt cho cô nàng nghe vậy thì từ chối hiểu tiểu thất không muốn làm một đứa trẻ vô dụng ta giúp ca ca giặt quần áo ca ca có thể nghỉ ngơi tốt rồi trần phàm nghe mà xúc động bồi hồi con tim yêu thương xoa đầu cô nàng tiểu thất đúng là hiểu chuyện nếu như có máy giặt đồ thì tốt rồi tiểu thất nghe mà không hiểu máy giặt đồ là cái khỉ gì vậy ta cô nàng nhìn chằm chằm trần phàm rồi tự biên tự diễn dựng lên một nhiệm vụ cho chính mình cao nhân đây là đang sắp xếp nhiệm vụ cho mình là muốn mình đi tìm máy giặt đồ này sao trần phàm nào hay được những suy nghĩ kỳ quái trong đầu cô nàng hắn còn đang bận giao lưu với thú cưng tiểu bạch ta làm cho người một cái nhà của chó thế nào nghe vậy tiểu bạch cười tít mắt trần phàm nhanh chóng bắt tay vào công việc không hổ danh là thần thợ mộc đám thú thượng cổ nhìn một màn này thì ghen tị đỏ mắt tiểu ô vô cùng ai oán tại sao chủ nhân lại làm nhà cho nó không làm cho ta thái cổ ma kiến hàm hè tức giận đúng vậy tiểu bạch không phải bị thất sủng rồi sao tiểu bạch dương dương đắc ý nhếch mép cười đều đương nhiên là vì hôm nay ta đã tìm được vị trí chuẩn trước đây ta giả vờ đáng yêu thì được nhưng bây giờ thuộc tính này và tiểu thất đụng phải nhau vậy thì ta sẽ đổi một cách khác để khiến chủ nhân chú ý đến ta hơn hôm nay ta cắn phải hai con khỉ đó vậy thì vị trí của ta từ nay sẽ trở thành chó giữ nhà đương nhiên là được chiều chuộng rồi ngựa trắng nghe tiểu bạch nói vậy phút chốc trở lên đam chiêu không thể tụt lùi lại phía sau được tâm tư của chủ nhân thâm sâu không thể lường trước được ta cũng phải suy nghĩ kỹ ngoại trừ cày ruộng và bón phân bản thân còn có thể làm được những gì đại sơn nghe vậy hết sức tán thành tiểu long nói rất đúng khi chủ nhân không ra ngoài ta cũng phải có tác dụng mới được tiểu ô và ma kiến cùng chung một suy nghĩ chúng ta cũng vậy không thể để bỏ lại phía sau bỗng chốc đám thú thượng cổ hừng hừng khí thế đi lên phút mốt chuồng chó đã hoàn thành không ngừng tỏa ra linh khí nồng đậm nhìn căn nhà mới này tiểu bạch sung sướng hơn vớ được vàng căn nhà chó này đúng là thoải mái thật không cần phải tu luyện linh lực đều không ngừng chảy ra sau này ta có nằm ngủ cũng có thể đột phá được trần phàm thấy tiểu bạch không ngừng lăn lộn trong chuồng mới thì vô cùng hài lòng xem ra tiểu bạch khá thích cái nhà này bỗng nhiên tiểu bạch ngồi bật dậy giỏng tay lên như nghe ngóng cái gì đó hóa ra là mấy người triệu linh chi cùng hoàng thượng và hoàng hậu của xí linh quốc tiến đến giọng cô nàng vô cùng phấn khởi trần công tử ta và tuyết di đến rồi tiểu bạch thấy người lạ đến ngay lập tức lao ra như mũi tên bắn thực thi chức trách của chó gác cổng nhen anh múa vuốt về phía hoàng đế và hoàng hậu khiến cho hai người này sợ vỡ mật chó trong nhà của cao nhân ấy thế lại là tiếu thiên thần khuyển trong truyền thuyết sao